hải sản ở Hà Nội rẻ chưa từng có. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các loại hải sản tươi sống sụt giảm nguồn cầu, khiến giá giảm mạnh. Cụ thể, tại Hà Nội, giá ghẹ xanh loại còn sống chỉ khoảng 310.000 đến 350.000 đồng trên kg, thời điểm trước dịch là 450.000 đồng trên kg. Giá hàu sữa cũng chỉ còn khoảng 20.000 đồng trên kg. Nhiều mặt hàng khác đều giảm từ 30 đến 50% so với thời điểm trước dịch. Bên cạnh các loại hải sản nội thì hải sản ngoại như cua king, cua Alaska giá cũng giảm đáng kể. Cua king thông thường có giá trên dưới 1.400.000 đồng trên kg, nay chỉ còn 1.000.000 đồng trên kg. Cua Alaska giá 400.000 đồng trên kg. Trên chợ mạng, mực khô được bán với giá khá rẻ, chỉ từ 200.000 đến 500.000 đồng trên kg. Nếu theo túi, một túi 30 con giá 200.000 đồng, hai túi 60 con giá 350.000 đồng, nếu lấy 4 túi 120 con giá chỉ 599.000 đồng. Một địa chỉ online chuyên bán hải sản có nguồn gốc tại Quảng Ninh, giao bán mực khô có kích thước 3 đến 4 ngón tay dày thịt, 5 con đầy đĩa, giá chỉ 15.000 đồng trên con, mua từ 100 con trở lên giá chỉ còn 12.000 đồng trên con. Loại mực to bằng cả bàn tay giá 200.000 đồng trên kg.